Xin chào tất cả các em, xin mời các em cùng tiếp tục đến với Lesson 3, tiết học số 3, Exercise 1, Listen and Repeat, phần 1, nghe và nhắc lại. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. E. February. Our sports day is in February. I. July. My birthday is in July. Page 66. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. Is your sports day in July? 2. I like January. 66. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. When's your sports day? In January, February, or May? In January. In January. It's in January. When's your sports day? In May, June, or July? In July. In July. It's in July. Em đã nghe xong. Bây giờ xin mời các em cùng đến với bài số 4. Đọc và tích đúng sai. Our sport day is in November. Ngày hội thể thao của chúng tôi diễn ra vào tháng 11. It is in the school playground. Nó diễn ra ở sân trường. There are many pupils and teachers. Có rất nhiều học sinh và giáo viên. We play different sports and games. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi thể thao và các trò chơi khác nhau. The boys play badminton. Những cậu bé thì các bạn nam thì chơi cầu lông. The girls play football. Những bạn nữ thì chơi bóng đá. The teachers play basketball. Giáo viên thì chơi bóng rổ. It is a lot of fun. Có rất nhiều niềm vui. Number one, the sport day is in November. Ngày hội thể thao diễn ra vào tháng 9, vào tháng 11 ạ. Vậy đây chúng ta thấy là đúng ạ. Number two, the sport day is in the school gym. Ngày hội thể thao diễn ra ở sân phòng tập thể dục của trường là sai. Nó diễn ra ở trên sân trường. Number three, the boys play badminton. Các cậu bé đi chơi cầu lông, đúng rồi ạ. Two, chúng ta thấy thông tin ở dòng này. And number four, the girls play basketball. Những bạn nữ thì chơi bóng rổ. Vậy thông tin này của chúng ta là sai bởi vì các bạn chơi bóng đá. Number five, let's write. Our school sport day is in. Ngày hội thể thao của chúng tôi bắt đầu vào tháng 6. Vào tháng 5 ạ. We play sport and games in the school playground. Chúng tôi chơi các trò chơi thể thao và trò chơi ở sân trường. The girls play soccer. Các bạn nữ thì chơi đá bóng. The boys play play basketball. The teachers play badminton. Ở đây chúng ta có thể thay đổi các môn nhé. We all love our sport days. Chúng tôi đều rất yêu thích ngày hội thể thao của mình. Number six, project, dự án. Our sport day poster. Cái tấm poster về ngày hội thể thao của trường. Thì đây chúng ta sẽ giới thiệu các cái trò chơi, các cái môn thể thao, các cái trò chơi liên quan đến ngày hội thể thao nhé. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là bạn có các môn ví dụ như sau là đây là cycling này, đây là roller skate, đây là gymnastics, đây là tennis, badminton, volleyball, basketball, football, và đây là cái cúp ạ.
Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những lesson tiếp theo.